Effective at that. At the same time, you also have to dodge that Jace poke coming through here from Xiaowu because he is quite strong at this point. Oh my goodness, he's already ready to go. It's the insect, baby. Akan is getting it done. Leona ulti ready to follow up. They're getting the kill on Xiaowu next. Both RNG solo laners have been deleted. Out of here. Gotcha. Oh, this is so. Feeling.
They have spoken us. Get back to base. Fast. Okay, he's just mind gaming all of them. Now we're on a journey. I have 60 HP, which means if I jump out of here. Ah. Ooh, close. Now we have 20 more HP to spare. Jump. No, counter it. Rush. Ich kauf mal eins, aber bitte. Doch, das wird mir unter bleiben für immer. Ja, oder verkauft werden für Power Strike. Nicht so geil. Aber komm ich. That might have been two clean boys. Let's be real. That was fuck him. Tiếp nối video ngày hôm nay chúng ta có gì nào? Thấy bất công cho người đi rừng, game thủ Liên Minh Huyền Thoại yêu cầu Riot đưa phần hiển thị khiên trụ đã lấy vào bảng điểm. Trong bảng điểm Liên Minh Huyền Thoại hiện giờ, bạn chỉ có thể dự đoán lượng tiền mà đối thủ sở hữu thông qua màn hạ gục và chỉ số lính mà thôi. Trong khi đó, số lượng khiên trụ mà các thành viên trong đội đã lấy thì lại không được hiển thị. Điều này khiến cho bạn không đánh giá được chính xác lượng vàng, sức mạnh mà đồng đội hay đối thủ sở hữu và dẫn tới những tình huống thua giao tranh đáng tiếc. Hơn nữa, cộng đồng Liên minh Huyền Thoại cho rằng việc không hiển thị số lượng khiên trụ mà đội lấy được là một sự bất công lớn đối với người đi rừng. Với việc số lượng rồng nguyên tố được hiển thị trong bảng điểm, người ta tự nhiên sẽ đánh giá cao việc đội nhà sở hữu mục tiêu này. Trong khi đó, việc hạ gột sứ giả khe nứt và lấy khiên trụ bằng mục tiêu này lại bị đánh giá thấp vì nó không có mặt ở bảng điểm. Vì vậy, cộng đồng mới lên tiếng yêu cầu Riot thêm phần khiên trụ đã lấy vào bảng điểm. Tôi đề nghị bảng điểm cần có một phần hiển thị số lượng khiên trụ mà mỗi tướng đã lấy được ở cả giải đấu chuyên nghiệp lẫn các ván đấu thông thường. 5 khiên trụ có giá trị lên tới 800 vàng, gần bằng với số tiền từ 3 mạng hạ gục. Nếu chỉ tính lượng vàng, thì việc có 5 khiên trụ tương đương với KDA 3.0 đó. Nếu bảng điểm có tính năng này, bạn sẽ phải đề phòng một người chơi đường trên sở hữu 8 chỉ số lính mỗi phút và 5 khiên trụ.
Đây cũng là yếu tố quan trọng để đánh giá xem bạn có thắng đường hay không. Về phần đi rừng, mọi người có thể nhận thấy đóng góp to lớn của họ thông qua việc thả sử giả khe nứt. Tôi nghĩ đây là một tính năng cần có của Liên minh huyền thoại. Nếu tính năng này có thật thì phần hiển thị khiên trụ của Tridamir hay Yorick sẽ lan sang cả phần trang bị mất. Thử tưởng tượng ông bạn nhìn thấy Tridamir 03 rồi nghĩ tên này fit thế thì làm được gì. Xong rồi bật bảng điểm lên thấy Tridamir ăn được tận 10 cái khiên trụ và nhiều vàng hơn cả người chơi đường giữa đang mạnh của mình. Thôi nào ông bạn, Rod còn đang đau đầu với việc sửa client Liên minh huyền thoại kia kìa. Đôi khi nó còn không hoạt động luôn. Thêm dòng code vào đống lộn xộn mà họ chưa giải quyết nổi, chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn mà thôi. Về cơ bản thì đây là một ý tưởng khá hay khi giúp cho game thủ có thông tin đầy đủ về lượng vàng mà đồng đội, đối phương đang sở hữu. Qua đó thì bạn sẽ đánh giá chính xác tầm ảnh hưởng của người đi rừng lên ván đấu, thay vì chỉ nhìn vào số lượng rồng họ mang về. Hy vọng rằng Rust Game sẽ tiếp nhận ý tưởng này của cộng đồng và biến nó thành một tính năng của Liên minh huyền thoại trong tương lai. Sau khi xem xong video, đừng quên để lại một like, một share và đăng ký ủng hộ kênh của chúng mình nha!